trang chủ chúng ta đã có link đến Common Hero, nó sẽ nhấn vào là Hero Common của chúng ta cứ hoạt động bình thường, ship ship cũng bình thường luôn. Angular. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã đến với khóa học học Angular trên trang chủ, bài số 11. Bài này thì chúng ta sẽ thêm mới navigation cho app của chúng ta. App của chúng ta sau khi thêm navigation thì nó như này. Kích vào hero thì sẽ ra danh sách hero. Nhấn vào thì sẽ bay ra trang detail. Và nhấn vào back thì sẽ về trang trước. Và sau bài này thì chúng ta sẽ thêm mới một command dashbar nữa. Và chúng ta sẽ cũng có link ở trên trang chủ để truy cập đến dashbar của hero. Ok. Và trước thì chúng ta đã thêm mới một service ở đây. Lần này chúng ta đã thêm router. Để đơn giản nó là một cái menu để chúng ta chuyển qua chuyển lại giữa các màn hình. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thêm mới một app routing module. Các bạn có nhớ là khi chúng ta cài đặt Angular thì có một phần là có cài đặt luôn module routing hay không thì chúng ta đã chọn no ấy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ ất lại thôi. Nếu bạn nào mà chọn ất từ đầu thì chắc chỗ này không cần chạy lệnh này nữa. Ok. Chúng ta sẽ mở một tab mới ở đây. Chúng ta sẽ paste câu lệnh vào. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Quá trình thêm mới một module của chúng ta đã diễn ra hoàn tất thành công. Không gặp vấn đề gì. Vô cùng dễ dàng phải không các bạn? Chúng ta sẽ tiếp tục truy cập đến phần tiếp theo. Thì chúng ta sẽ truy cập vào file app-routing.module.vs. app-routing.module.vs đây. Đây là code cũ của chúng ta. Chúng ta sẽ thay thế bằng code mới đây. Chúng ta sẽ thêm mới một cái import và export router module ở đây. Thêm mới một thư viện Hero Component từ Hero Component của chúng ta. À, chúng ta thêm một đường dẫn Hero thì sẽ truy cập đến Hero Component của chúng ta. Tiếp đến thì đây, phần này đang diễn giải chúng ta là đây thêm path mới này. Phần này là root này. Ngay đầu vậy tốt là tôi module chúng ta export. Tiếp đến thì chúng ta sẽ thêm router outlet ở trang app.common.html. Đây chúng ta đang có app hero của chúng ta gắn vào luôn trang chủ. Thay vì thế thì chúng ta sẽ thêm router outlet ở đây. Chúng ta sẽ cùng xem có điều gì thay đổi. Bạn không thấy điều gì thay đổi vì chúng ta đang trỏ thẳng vào hero này. Đây, đây là trang chủ của chúng ta. Bình thường trang chủ của chúng ta là sẽ có hero component luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đổi lại là nếu như chúng ta có hero này thì component hero của chúng ta mới hiện ra. Ok. Phần tiếp theo thì chúng ta sẽ thêm router link ở trên trang chủ. Ta sẽ cho sau thẻ H1 và trước thẻ router outlet. Chúng ta sẽ truy cập lại trang chủ này. Hero chúng ta đã có, trang chủ chúng ta đã có link đến Component Hero. Nó sẽ nhấn vào đây là Hero Component của chúng ta cứ hoạt động bình thường, ship ship cũng bình thường luôn. Và để cho cái link của chúng ta đẹp hơn thì chúng ta sẽ đến phần Final Code Review và tìm đến file app.common.css để slice lại trang chủ của chúng ta, cái link dẫn đến Hero Component.
Đây, app chấm con này, CSS sẽ copy slide sheet. Các bạn nào mà muốn tôi làm một khóa về slide sheet thì cũng comment nhé để tôi lấy động lực để làm. Ok, chúng ta sẽ truy cập vào app chấm con này CSS, paste code mới đây. Như vậy là cái link của chúng ta đã trở nên đẹp đẽ, sạch sẽ hơn. Bài học tương đối là dễ dàng. Và để các bạn có thể tiếp thu tốt bài học thì tôi sẽ tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo trong khóa học học Angular trên trang chủ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.